Hi, đây là buổi phỏng vấn về chương trình AutoCAD của văn phòng nhãn khoa iCare Optometry. Hai chị, chị có thể giới thiệu sơ qua về chị và con chị làm AutoCAD được không? Tôi tên là Baby Lee, cháu tên là Brian Đào. Cháu nó bị cận đó, cho nên khi mà đọc báo thì thấy có chương trình AutoCAD này rất là good, cho nên tôi lên thử thì thấy ok, cho nên đi làm. Dạ vâng, thì chị có biết độ cận của Brian trước khi làm AutoCAD không ạ? Độ cận của cháu là 2.25 và một độ loạn là 1.25. Dạ, thì trước khi đến đây làm AutoCAD đó, chị có mối quan tâm hay lo lắng gì về chương trình này không? Có chứ, tại vì cháu bé thì thường thường nó đọc sách, coi tivi, game rất là nhiều, độ của cháu lên rất là mau. Trong vòng 6 tháng cháu có thể lên độ mau lắm, cho nên rất là lo lắng. Khi thấy chương trình AutoCAD này tôi rất là happy. Mà thấy ở văn phòng bác sĩ thì giá cả cũng rất là nhẹ nhàng, cho nên tôi lên hè là tôi lên tham khảo với bác sĩ là thấy là được và tôi làm liền. Dạ vâng. Thì Brian Dell AutoCAD được bao lâu rồi chị? Dạ được 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Dạ. Thì chị có nhớ sau đêm đầu tiên thì bé có complain hay là có vấn đề gì không? Đêm đầu tiên thì cháu nó hơi khó chịu chút, tại vì khi ngủ mà có vật gì cộm cộm trong mắt thì cũng hơi khó chịu. Nhưng mà đêm thứ hai thì hơi chút chút, rồi đêm thứ ba là hoàn toàn không còn cần cần gì nữa, thấy nó thoải mái, cháu nó ngủ rất là comfortable rồi. Dạ, bé có phải đeo kiến sau đêm đầu tiên không chị? À không, không có đeo được. Dạ. Ngày đầu tiên thì cháu nó hơi thấy hơi mờ mờ chút, nhưng mà qua thứ hai thứ ba là ok rồi, không không cần kiến gì nữa hết. Dạ vâng. Thì làm sao chị biết về chương trình AutoCAD của văn phòng ạ? Thì đọc chương trình qua báo đó, Dạ. báo thấy quảng cáo về bác sĩ Trương nè, cho nên tôi gọi xin lấy hẹn gặp bác sĩ. Dạ vâng. Thì chị có thể nói thêm về những lợi ích của bé sau khi làm AutoCAD không ạ? Sau khi AutoCAD rồi thì bé nó rất là happy, mình cũng happy theo con mình nữa, tại vì nó không có phải vất vả gì, cái kiến lúc nào cũng thấy mặt mũi lúc nào cũng buồn bã, đeo kiến nó sù sụ thấy khó chịu lắm. Rồi bây giờ thì cháu nó hỏi cháu học đi học có phải khó khăn gì không, nó không, bây giờ con rất là thấy rõ, happy lắm mẹ, thành thử tôi cũng happy theo cháu. Dạ, bé có chơi thể thao không chị? Cháu nó kéo chơi đàn violon với lại soccer đó em, Dạ cho vâng. nên không có đeo contact lens thì không có đeo cái đó thì cũng nhờ làm AutoCAD này ok, cháu nó không có phải vướng víu nữa. Dạ vâng. Thì trước khi kết thúc, chị có lời chia sẻ hay đóng góp gì với văn phòng và bác sĩ không ạ? Thật sự thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ và các nhân viên trong văn phòng giúp cho cháu nó khỏi phải đeo kính, là độ nó lại không cần tăng nữa. Thì các phụ huynh nào có con mà như vậy thì cũng nên làm cho cháu để giữ độ lại cho cháu không có bị tăng nhanh. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ, thank you Brian. Okay.